Si biết hôm nay Mộng Hoa Lục ôm về vì fan, A Lạc chuyện triệu view. Bên cạnh thành tích phát sóng phim vượt trội thì Lưu Diệc Phi đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng chỉ vì một số tài khoản tự xưng là fan. Trong khi đó, bộ phim của Địch Lệ Nhật Ba và Cung Tuấn đã có tới hơn 1 triệu người đặt gạch hóng. Cụ thể ra sao, hãy cùng chúng tôi theo dõi hết bài điểm phim Hoa Ngữ ngày hôm nay nhé. Bảng xếp hạng lượt xem phim trực tuyến. Dựa vào bảng thống kê lượt xem phim trực tuyến mà VNinket công bố, Mộng Hoa Lục đang có được 86,47 triệu lượt xem. Chúng tôi cũng không quá bất ngờ cho con số này, bởi vì cứ hôm nào phim ra tập mới thì đều có thành tích cao. Chúng tôi cho rằng những drama không ngừng nghỉ suốt mấy ngày qua, đỉnh điểm là sự kiện fan của Lưu Diệc Phi chuyên đi chê bài Giản Tiểu Hoa, Tiểu Sinh xảy ra vào tối hôm qua đã khiến Mộng Hoa Lục phải hạ nhiệt. Mà thật ra chúng tôi thấy đoàn phim chẳng có hành động gì đến mức quá đáng để nhận gạch cả. Lưu Diệc Phi xưa nay còn nổi tiếng Phật hệ, miễn nhiễm với khói lửa trần gian. Mọi sự đều bắt nguồn từ những tài khoản tự nhận là fan cứng của mỹ nhân họ Lưu. Người này không biết có yêu thương Lưu Diệc Phi thật hay không, mà lại nâng thần tượng bằng cách cà khịa, loạt tên tuổi đình đám bậc nhất làng giải trí hiện nay. Từ Lương Triều Vĩ, Tiêu Ân Tuấn, Dương Dương, Lý Dịch Phong, Nữ Thi Thi, Triệu Lợi Dĩnh đến cả Triệu Lộ Tư, Cúc Tịnh Y cũng bị triệu hồi. Việc gây sự ô uế như thế này, làm sao các fandom khác để yên cho được cơ chứ? Hiện chính chủ đã xóa bài đăng kích cua, song cuộc quần ẩu giữa các fandom lớn trên Weibo chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Còn cộng đồng mạng thì không tham gia. Với tư cách là fan trung lập, chúng tôi chỉ mong muốn được yên bình, thưởng thức Mộng Hoa Lục mà thôi. Chúng ta cùng trở lại với bảng xếp hạng. Hôm nay đã bắt đầu có sự xuất hiện của một vài cái tên mới. Đang đứng ở vị trí thứ 2, Hồi Hành Đình với 75,53 triệu lượt xem. Mặc dù phim toàn tung ra mấy poster ngọt xỉu, nhưng xin nhấn mạnh bộ phim của Trương Tân Thành và Đặng Dai Dai thuộc thể loại hồi hộp kịch tính đấy nhé. Tập đầu thì còn hưởng phần thế thôi, chứ về sau ai xem phim thì phải cẩn thận, không là sốc đấy. Tiếp tục là một bộ phim mới đang nằm giữ vị trí top 3 trên bảng xếp hạng. Hoa Chiêu Thu Nguyệt Dạ có 67,81 triệu lượt xem. Trong khi đó Luận Anh Hùng Ai Mới Xứng Anh Hùng xếp sau với 65,81 triệu lượt xem. À, hôm nay không biết là số liệu quá kém hay lỗi gì mà cộng đồng mạng không hề thấy ra truyền trên top 10. Rõ ràng phải tới 24 tháng 6 bộ phim của Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam mới kết thúc ở tất cả các tài khoản chiếu phim mà nhỉ. A Lạc Chuyện Chưa Chiếu đã đạt thành tích khủng. Không thua kém những bộ phim đang chiếu, loạt dự án trở lên sóng cũng liên tục lập thành tích khủng, khiến cả làng giải trí phải trông ngóng. Trong đó A Lạc Chuyện là tác phẩm được mọi người quan tâm nhất. Theo như ghi nhận của nền tảng Soko thì trong buổi tối ngày hôm qua, bộ phim của Cung Tuấn và Địch Lệ Nhật Ba đã vượt quá 1 triệu lượt hẹn xem trước. Và theo như chúng tôi hóng hớt được, thời gian phát sóng dự kiến của phim sẽ rơi vào khoảng cuối tháng 8. Nếu thật là vậy thì từ giờ tới lúc đó chắc chắn A Lạc Chuyện sẽ còn đem đến cho chúng ta nhiều bất ngờ hơn nữa. Để kết thúc bài điểm phim hôm nay của chúng tôi sẽ là những tấm poster mới nhất đến từ Dáng Vẻ Nên Có của Tình Yêu. Mặc dù biết trước rằng bộ phim Tình Chị Em này khó có thể gây bão, thế nhưng sự góp mặt của dàn visual cực phẩm Angelina Baby lại quán lâm kiểu Trần Vũ cũng đáng để chờ đợi. Bạn sẽ dẹp những lùm xùm không đáng có sang một bên và cùng theo dõi Mộng Hoa Lục với chúng tôi chứ? Hay là bạn có tin rằng A Lạc Chuyện của Cung Tuấn và Địch Lệ Nhật Ba sẽ làm nên chuyện hay không? Đừng ngại, hãy comment ý kiến cá nhân của bạn ở phía dưới video cho chúng tôi biết nhé. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.